Hoa Thần Vũ bị đồn gieo giống khắp xe buýt, netizen gieo tên bạn thân Triệu Lệ Dĩnh. Cách đây không lâu, Hoa Thần Vũ và Trương Bích Thần khiến cả xe buýt chấn động khi thừa nhận có với nhau một cô con gái. Tuy nhiên mới đây, trang Sohu lại tiết lộ một chuyện động trời. Nam thần họ Hoa thực ra còn có một đứa con rơi khác. Đứa nhỏ là kết quả mối tình giữa anh và một sao nữ trong giới giải trí. Đáng nói, thông tin này do chính đạo diễn nổi tiếng Châu Quốc Cường tiết lộ. Anh tiết lộ quỷ tài âm nhạc đích thị là hoa bồ công anh của giới xe buýt, nơi đâu cũng gieo hạt. Thông tin này khiến cho truyền thông và người hâm mộ tranh cãi kịch liệt. Dưới phần bình luận, rất nhiều tác tài khoản studio đại diện của Hoa Thần Vũ mong ekip nam ca sĩ lên tiếng phản hồi. Không chỉ vậy còn réo cả tên Trương Bích Thần vì cho rằng nữ ca sĩ không phải là bạn gái duy nhất của nam ca sĩ mang thai và sinh con. Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Hoa Thần Vũ vướng tin đồn có thêm đứa con thứ hai. Trước đó, trong giới giải trí đã đồn thổi Hoa Thần Vũ có con với Phản Bác Nghị, thí sinh từng tham gia show Minh Nhật Chi Tử. Cặp đôi được cho là đã từng sống chung với nhau. Năm 2019, khi cùng tham gia một chương trình, cả hai bắt đầu nảy sinh tình cảm, thậm chí còn cùng tới Nhật Bản du lịch. Trên show, Hoa Thần Vũ từng nhiều lần dành nhiều lời ngợi khen cho đàn em. Tuy nhiên, studio của nam ca sĩ đã lên tiếng phủ nhận tin tức sai sự thật này. Hiện tại, vì chia sẻ của đạo diễn Châu Quốc Cường mà người hâm mộ vẫn đang bàn tán xôn xao. Rất nhiều người chờ đợi phản ứng kịp thời từ phía nam ca sĩ. Trước đó, Hoa Thần Vũ đăng tải một dòng trạng thái ngắn gọn trên Weibo và lập tức leo thẳng lên vị trí số 1 của Hot Search. Phải, chúng tôi có một đứa con. Ngay sau đó, Trương Bích Thần đã có một bài viết dài đẫm nước mắt chia sẻ quá trình từ khi mang thai đến khi sinh con. Cô cho biết hai người đã có một bé gái mang thai vào năm 2018. Cả hai yêu nhau nhưng việc mang thai nằm ngoài kế hoạch. Sau khi biết mình mang thai, Trương Bích Thần vô cùng hoảng loạn và quyết định chia tay, cắt đứt liên lạc hoàn toàn với Hoa Thần Vũ. Lúc đó, Trương Bích Thần quyết định sinh và nuôi con một mình, không cho Hoa Thần Vũ biết tin. Nhưng khi đứa bé lớn lên, cô cảm thấy mình đã không nên tước đi quyền làm cha của Hoa Thần Vũ nên đã chủ động nói cho anh biết về chuyện có con. Khi nghe tin, Hoa Thần Vũ đã rất vui và bày tỏ sự đau lòng khi không ở cạnh Trương Bích Thần lúc cô mang thai. Anh lập tức tiến hành thủ tục nhập hộ khẩu và làm hết trách nhiệm của một người cha. Tuy nhiên, cặp đôi sẽ không kết hôn mà giữ quan hệ bạn bè, cùng nhau nuôi dạy con gái. Hoa Thần Vũ sau đó chia sẻ thêm rằng, sự xuất hiện của đứa trẻ như một sự chữa lành. Tôi thật sự hạnh phúc với món quà mà ông trời ban tặng. Tuy khá đường đột nhưng cũng thật sự vui vẻ. Chúng tôi sẽ đem tới cho bé môi trường trưởng thành vui vẻ lành mạnh. Điều đáng mừng nhất là con bé rất yêu âm nhạc, thường tự mình cầm microphone hát nhảy đấu ngưu. Đây là bài hát con bé yêu thích nhất, trước khi đi ngủ nhất định phải nghe. Con bé cũng rất biết cách làm nũng, lúc muốn ăn vặt, nó dùng mọi cách để chúng tôi vui vẻ, đồng thời cũng rất quan tâm chúng tôi. Lúc có đồ ăn ngon, bé luôn nói ba mẹ ăn đi đầu tiên. Con gái rất đáng yêu, lớn lên cũng rất khỏe mạnh. Nhìn thấy con là tôi cảm thấy hạnh phúc. Không công khai, chủ yếu là vì việc này có hơi phức tạp. Sợ nói mà không rõ ràng sẽ khiến các fan lo lắng. Cũng như muốn con gái có thể bình yên và trưởng thành, không bị thế giới ngoài kia chú ý đến. Bây giờ nếu đã được tiết lộ thì chúng tôi cũng sẽ thẳng thắn mà đối mặt với ngờ vực của mọi người. Các fan có thể cảm thấy việc này rất bất ngờ. Tôi chỉ mong rằng mọi người có thể hiểu cho. Cảm ơn mọi người. Hoa Thần Vũ là một trong những nam ca sĩ đỉnh lưu của làng giải trí xứ Trung với lượng fan đông đảo. Trương Bích Thần cũng là nữ ca sĩ thực lực, có nhiều tác phẩm được công nhận. Cô còn được biết đến là một trong những người bạn thân thiết hiếm hoi của Triệu Lệ Dĩnh trong làng giải trí. Bài viết cảm động của cặp đôi khiến netizen chia phe tranh cãi. Một bên cho rằng chuyện Trương Bích Thần bỏ đi sau khi mang thai là vô lý. Chi tiết này chỉ có thể xuất hiện trong tiểu thuyết ngôn tình cầu huyết của Quỳnh Dao mà thôi. Số khác lại tán dương Hoa Thần Vũ là người cha có trách nhiệm, không như Trịnh Sảng sẵn sàng bỏ đi máu mủ, ruột thịt của mình.